chương 1, Hồng Nhan Họa Thủy Thượng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, tư đồ chiến giã, ta muốn quyết đấu với ngươi. Phía Bắc Dược Vương Thành, trong phi tuyết võ viện, một thiếu niên gầm giống như đất bằng dậy sóng chấn kinh cả võ viện. Phi tuyết võ viện không cấm quyết đấu, chỉ cần hai bên đồng ý, không ai chết thì võ viện sẽ không cấm cản gì. Hai năm nay trong võ viện xảy ra mấy trận quyết đấu nhưng lần này hoàn toàn khác. Trước kia đa số là đám công tử ca quyết đấu tranh giành tình nhân, biểu diễn ra oai. Lần này là võ giả nhà nghèo lần đầu tiên khiêu chiến với võ giả nhà quan. Từ xưa nghèo không đấu với giàu, dân không đấu với quan. Về mặt thần hồn đại lục, võ giả Hàn môn và võ giả thế gia cách biệt một trời một vực. Nhiều người nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên là đầu tiêu lãng bị lừa đá rồi sao? trước không nói tiêu lãng có thực lực chiến sĩ cảnh thì sao có thể là đối thủ của tư đồ chiến giã là chiến sư cảnh. Cho dù ngươi dùng thủ đoạn tồi tệ chiến thắng tư đồ chiến giã, tranh một hơi xong sau này ngươi còn ở lại võ viện được không? Mặc dù tư đồ chiến giã không phải là thiếu gia dòng chính của tư đồ gia nhưng hai chữ tư đồ đại biểu lực lượng trong dược vương thành khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện nhiều võ giả hàn môn đáng thương cho tiêu lãng và càng hứng thú với cuộc quyết đấu kỳ diệu này hai người quyết đấu vì một nữ nhân đệ nhất mỹ nữ trong võ viện tiểu thư của bộ gia bộ tiểu man bộ nhị tiểu thư đi ma quỷ sơn rèn luyện bị một con huyền thú tổn thương tĩnh dưỡng nửa tháng sau ngày thứ nhất đến võ viện dường như đầu óc không bình thường Bộ Tiểu Man luôn mặt cau mày có với cánh đàn ông vậy mà mới vào cửa võ viện, ở trước mặt bao người ngăn đường Tiêu Lãng, còn kêu bộ ra công nhiên thu thập tư liệu về Tiêu Lãng. Bộ Tiểu Man và đại công tử của Tư Đồ gia, Tư Đồ Chiến Thiên sớm có hôn ước, người nào trong Dược Vương Thành đều biết chuyện này. Bộ Tiểu Man làm như vậy là tát mặt Tư Đồ Chiến Thiên. Tuy Tư Đồ Chiến Thiên còn đang rèn luyện trong Ma Quỷ Sơn nhưng người Tư Đồ gia không dễ chọc thế là tộc đệ của tư đồ chiến thiên, tư đồ chiến dã bá khí đứng ra. Tư đồ chiến dã không dám chọc vào bộ tiểu man, tiêu lãng là võ giả hàn môn trở thành đối tượng bị gã gây hấn. Tư đồ chiến dã khiêu khích đủ điều, cuối cùng gã chửi tục mấy người thân phụ nữ của tiêu lãng. Tức nước vỡ bờ, tiêu lãng vào võ viện mới có nửa năm nhưng được cho là thành thật hiền lành kiềm không được nữa đập bàn đứng dậy, gầm lên, tiểu thư, bọn họ đi rừng cây nhỏ rồi. Bộ Tiểu Khế sốt ruột lôi kéo Bộ Tiểu Man ngồi trong học đường, xinh đẹp như hoa. Bộ Tiểu Khế là đệ tử chi thứ của bộ gia rất lấy làm lạ, có phải Bộ Tiểu Man ở Ma Quỷ Sơn bị thương phần đầu không? Nếu không thì sao hôm nay làm chuyện hoang đường, không chút dè dặt như vậy? Hôm nay Tiêu Lãng có bị tàn phế cũng không là gì, nhưng nếu tin đồn truyền ra, tư đồ ra không có gì, bộ gia sẽ mất mặt, lời đồn hại chết người bộ tiểu man yên lặng ngồi, váy trắng như đóa hoa bách hợp hé nụ. Bộ tiểu man dương mắt nhỏ giọng nói, khiến mọi người không được phây xem ồn ào, chờ đi, ta sẽ đi nhìn. Bộ tiểu man không nhúc nhích trong đôi mắt đẹp khiến vô số thiếu niên võ viện động lòng lóe tia nghiền ngẫm bộ gia tiểu thư lên tiếng, vô số thiếu niên, thiếu nữ muốn vây xem đành ngượng ngùng đứng ngoài rừng cây nhỏ chờ đợi tư đồ chiến dã khí vũ hiên ngang đi ra, hoặc là tiêu lãng người đẫm máu bò ra. Trong rừng cây nhỏ, tư đồ chiến dã mặc cẩm y, âm trầm cười. Tư đồ chiến dã đùa cợt nhìn tiêu lãng mặc y phục võ sĩ loại rẻ tiền, diện mạo bình thường không chút bắt mát, từ đồ chiến dã cảm thấy hôm nay mình đặc biệt đàn ông, bá khí, chờ lát nữa đi ra sẽ có vô số nữ nhân hét chói tai tiểu tử, có một số nữ nhân không phải thứ tạp chủng như các ngươi có thể nhúng chàm. Thoạt trông tiêu lãng khoảng 16, 7 tuổi, vóc dáng trung bình, một thước 75, mặc y phục võ sĩ màu đen, vóc dáng cân xứng, ngũ quan bình thường đến nổi lẫn trong đám người sẽ không nhận ra. Không ngờ không có ai đi theo vào. Tiêu Lãng đi vào rừng cây, không lộ vẻ gì tức giận, quét mắt nhìn một vòng. Sau khi xác định không ai vây xem, khóe môi Tiêu Lãng cong lên quái dị. Chỉ khẽ nhếch môi đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Chỉ một chữ yêu. Yêu khí lẫm lẫm, rất khó tưởng tượng mặt của một người bởi vì độ cong nho nhỏ mà biến đổi nhiều, khí chất khác hẳn. Từ đồ chiến dã thấy Tiêu Lãng không quan tâm mình thì hơi tức giận, giờ thấy khuôn mặt đầy yêu khí thì mờ mịt. Tiêu Lãng đang biến sắc mặt sao? Khí chất của một người sao có thể biến đổi nhanh và lớn như vậy được? Từ đồ chiến dã cảm giác người Tiêu Lãng phát ra khí thế làm gã tim đập chân run, biến sắc mặt. Từ đồ chiến dã từng cảm nhận khí thế tương tự từ nhiều người trong gia tộc nhưng đều là cường giả trải qua trăm trận, tay đẫm máu. Khí thế này gọi là sát khí, một loại khí chất tuyệt đối không có trên người thiếu niên 16, 7 tuổi. Giây tiếp theo, Tư Đồ chiến dã đã không có thời gian suy nghĩ lung tung, vì Tiêu Lãng đứng đối diện gã hành động. Tiêu Lãng như mãnh hổ lao nhanh hướng Tư Đồ chiến dã, nắm đấm nhanh chóng phóng to trong mắt gã. Đây tuyệt đối không phải là chiến sĩ cảnh trung giai. Trong mắt Tư Đồ chiến dã tràn đầy kinh khủng. Tư Đồ Chiến Dã là đệ tử của thế gia, tuy không có thực lực đứng đầu trong thế hệ trẻ nhưng gã là chiến sư cảnh sơ giai tự hiểu không thể bằng tốc độ của Tiêu Lãng, nắm đấm ẩn chứa lực lượng cường đại. Tuy lòng Tư Đồ Chiến Dã biết mình thua chắc nhưng bản năng đánh ra cú đấm ngăn cản Tiêu Lãng. Ầm 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 ầm. Hai nắm tay va chạm vào nhau, tình huống hoàn toàn khác. Tiêu Lãng không nhúc nhích. Tư Đồ Chiến Dã văng ra ngoài nếu không phải sau lưng tư đồ chiến dã hai thước có một cổ thụ to lớn thì gã tin tưởng mình đã bị đánh nằm sấp rồi. Chương 2, Hồng Nhan Họa Thủy, Hạ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, lực lượng 40 hổ, khớp xương đau rát tư đồ chiến dã biết cánh tay phải tạm thời bị phế đi. Tư đồ chiến giã biết lực lượng cú đấm của tiêu lãng có 40 hổ, nói cách khác thực lực của tiêu lãng không phải chiến sĩ cảnh trung dai mà là. Chiến sư cảnh trung giai. Đẳng cấp thần hồn đại lục võ giả phân chia rạch giói. Võ giả nhất giai đạt đến đỉnh thì có lực lượng một hồ, nhị giai chiến sĩ cảnh có lực lượng từ một hồ đến mười hồ. Tư đồ chiến giã là chiến sư cảnh có lực lượng từ mười hồ đến trăm hồ. Tư đồ chiến giã đã có lực lượng hai mươi hồ trước đó không lâu trắc nghiệm trong học viện, tiêu lãng chỉ có lực lượng vài hồ bỗng nhiên bùng phát ra lực lượng 40 hồ, một chiêu đánh bại tư đồ chiến giã. Một võ giả hàn môn vậy mà có tốc độ nhanh hơn cả thiên tài võ giả thế gia, không có khả năng, không có khả năng. Tư đồ chiến giã ngu ngơ. Tư đồ chiến giã biết rõ gã đạt đến cảnh giới như hiện nay là vì được gia tộc hao phí nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra tiêu lãng chỉ là võ giả hàn môn sao có thể tiến bộ nhanh như vậy bạn đang đọc truyện tại vù 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 trong khi tư đồ chiến giã đầu óc hỗn loạn thì tiêu lãng đứng đối diện lại hành động tùy ý vung tay trái ba tiếng xé gió vang lên tư đồ chiến giã ngây như phỗng tí tách tí tách trên mặt tư đồ chiến giã không còn vẻ mờ mịt thay thế là kinh khủng không còn chút máu bên dưới vạt áo đắt tiền có chất lỏng khai ngấy chảy xuống. Tư đồ chiến giã bị hù đái trong quần. Tư đồ chiến giã trợn to mắt nhìn hai thanh phi đao xẹt qua đôi tay cắm vào cổ thụ cùng với một phi đao suýt chút cắm vào cổ quý. Tư đồ chiến giã muốn khóc. Không vui chút nào, gã không muốn chơi, không chơi nổi với tên điên này. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tư đồ chiến dã, đệ tử chi thứ của Tư đồ gia, phụ thân của ngươi làm quan sử trong tiệm binh khí của Tư đồ gia, còn có một đệ đệ, năm nay 6 tuổi, nhà các ngươi ở bên cạnh Tư đồ phủ, hẻm Nam, số 68, những tài liệu này không sai đúng không? Tư đồ công tử, một bàn tay nhẹ vỗ mặt khiến Tư đồ chiến dã tỉnh táo lại. Tư đồ chiến dã lắc đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu khí trước mắt, lòng càng khủng hoảng hơn không ngờ tiêu lãng điều tra rõ tư liệu về gã tư đồ chiến giã nuốt nước miếng mạnh gật đầu run run nói tiêu lãng tiêu công tử ta sai rồi ngươi đừng giết ta sau này ta không dám chọc ngươi nữa ta thề với trời bốp 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 tiêu lãng vỗ mặt tư đồ chiến giã mấy cái nhìn tên công tử vô tích sự lòng nổi lên chán ghét sát khí đậm đặc trong mắt đã tan biến tiêu lãng đùa cợt nói đừng gọi là công tử, bây giờ ta chỉ là tiện dân, mạng hèn, không gánh nổi xưng hô công tử. Ta đúng là không thể nhúng chàm thiên chi kiêu nữ như bộ tiểu man, cũng không hứng thú chạm vào. Người nghe kỹ cho ta, ta chỉ muốn yên lặng ở trong võ viện, lấy được chứng nhận của võ viện. Ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn đối địch với tư đồ gia. Nhưng sau này ngươi còn dám quấy giày ta nữa hoặc là kêu tư đồ ra các ngươi trả thù thì ta bảo đảm là chỉ cần không giết chết ta được thì ta sẽ giết cả nhà ngươi, hiểu chưa, hiểu, hiểu, hiểu. Tư đồ chiến giã đầu liên lịa như gà mổ thóc. Tư đồ chiến giã tin tưởng thiếu niên trông không lớn hơn gã bao nhiêu nói được thì làm được, vì gã từng thấy ánh mắt giống như vậy ở chỗ gia chủ tư đồ ra. Đó là loại dứt khoát, giết chóc, cuồng ngạo xem mạng người như cỏ rác. Tiêu lãng cười nói, vậy mới ngoan. Người làm công tử của ngươi, ta sống theo ý ta, mọi người không ai dính vào ai có tốt không nào. Vì một nữ nhân đánh đánh giết giết không có gì thú vị, đúng không? Mặt tiêu lãng đầy yêu khí, dễ dàng rút ba thanh phi đao ra khỏi cổ thụ, cất vào tay áo rộng lớn. Từ đồ chiến giã cười hùa theo tiêu huynh nói đúng, nói đúng. Từ đồ chiến giã cười mà khó coi hơn khóc, còn người nhìn lướt qua tay áo rộng lớn của tiêu lãng sau đó rụt lại, vì gã thấy trên cổ tay hắn cột một cái nỗ tiễn nhỏ, mũi tên lóe tia âm u. Rõ ràng đã tẩm kịch độc. Bà nội nó hắn là người gì vậy? Không lẽ là sát thủ thế giới ngầm trong truyền thuyết? Bỗng nhiên, từ đồ chiến giã chưa kịp biểu thị nỗi kinh sợ thì tay tiêu lãng hóa thành trưởng túm lấy nắm tay của gã đánh vào ngực hắn nắm tay mới đụng vào ngực Tiêu Lãng thì hắn văng ra xa hai thước, té cái bịch xuống đất. Tiêu Lãng vẻ mặt kinh khủng, thồng khổ hét to: A à, Tư đồ công tử, đừng đánh ta, ta bảo đảm sau này không đến gần bộ tiểu thư nữa. Tư đồ chiến dã mờ mịt. Tiêu Lãng chơi trò gì vậy? Giả bộ thật giống, không lẽ gã đánh thắng cuộc chiến hôm nay? Khi Tư Đồ Chiến Dã thấy Tiêu Lãng liên tục chớp mắt ra dấu thì thầm hiểu, lén liếc bên trái Phi Đao. Quả nhiên có bóng rắn chợt lóe núp sau một cây to. Bộ tiểu man đến, Tiêu Lãng đúng là không có ý đồ gì với bộ tiểu man, hắn chỉ muốn yên lặng ở trong võ viện kiếm thành tích. Tư Đồ Chiến Dã không ngốc, rất nhanh đoán ra ẩn ý bên trong, gã vui vẻ đạp bậc thang leo xuống. Từ đồ chiến dã hít sâu, đá mạnh vào người tiêu lãng, đương nhiên chân chưa tới gần người hắn liền giảm lực ngay. Từ đồ chiến dã trợn mắt dựng ngược lông mi, hùng hổ nói. Lần này cho ngươi bài học nhớ đời, lần sau còn dám như thế thì sẽ không bỏ qua. Từ đồ chiến dã nói xong không để ý chất lỏng ố vàng ở vạt áo, ngẩng đầu, ưỡn ngực như tướng quân khải hoàn trở về bước nhanh ra ngoài chẳng qua tay phải giấu trong ống tay áo còn run run tiêu lãng khó nhọc bò dậy vẻ mặt ủ rũ kinh hoàng y phục lôi thôi nhe răng nhếch miệng lảo đảo đi ra ngoài chờ hai người rời khỏi rừng cây nhỏ phía xa dưới một gốc cổ thụ có một bóng trắng yểu điệu bước ra trên khuôn mặt xinh đẹp làm bao thiếu niên mất hồn đầy nghi hoặc bộ tiểu man chớp mắt, nhỏ giọng nói, không lẽ nửa tháng trước người cứu mạng ta trong ma quỷ sơn không phải là hắn. Nhưng, sao bóng lưng giống nhau quá? chương 3, tiêu lãng, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, ta phải giết hắn, giết hắn. Phải lấy lại những gì đã mất. Nếu không thì đừng nói là trong võ viện, tư đồ chiến giã ta không có chỗ đứng trong dược vương thành tuy sau khi quyết đấu thì người hùng dũng đi ra chính là tư đồ chiến giã gã tuy tiêu lãng phối hợp giả bộ bị đánh bầm dập tuy gã đã lén tẩy sạch chất lỏng vàng dính ở đũng quần nhưng cảm giác bên dưới dính dính và khuôn mặt đầy yêu khí trong não nhắc nhở gã từng giây từng phút hôm nay gã đã gặp khuất nhục lớn cỡ nào tìm cường giả trong gia tộc ra tay tư đồ chiến giã lập tức phu định suy nghĩ này vì tư đồ chiến giã sẽ không chịu nổi nếu bị gia tộc biết chuyện ít nhất trong thời gian ngắn gã sẽ không ngẩng đầu lên được phải rồi chờ đại công tử trở về ta thừa cơ châm lửa góp gió lấy tính tình của đại công tử chắc chắn sẽ giết tiêu lãng đúng rồi cứ làm như vậy tư đồ chiến giã vỗ đùi đặt quyết tâm lòng trầm tĩnh lại tư đồ chiến giã biết rõ tính cách của đại công tử tư đồ ra tiêu lãng sẽ không sống yên được bao lâu Nghĩ vậy, cảm giác khuất nhục trong lòng Tư Đồ Chiến dã giảm bớt vài phần. Tiêu Lãng không vào sân, mọi người cảm thấy hắn bị hù đến ngu rồi, tạm thời không mặt mũi thấy ai. Tiêu Lãng ngồi trong bụi cỏ bên rừng cây nhỏ, khom lưng, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mặt không biểu tình. Nhìn bóng lưng Tiêu Lãng tràn đầy lạc lõng, tiêu lãng phun cọng cỏ đuôi chó ra hai tay ôm đầu nằm ngửa trên bãi cỏ nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm vẻ mặt chua sót cái thế giới chán chết này không thể lên mạng không thể chơi game không thể xem phim giải trí nước ngoài suốt ngày cứ ngươi lừa ta gạt đánh giết sống chán quá cực kỳ chán không sai tiêu lãng là một người trọng sinh xuyên qua trong đời người thống khổ nhất một là ba năm trung học, tiêu lãng vượt qua được, cần cù cây bài, núi sách sông chữ, giết ra con đường máu, hoàn mỹ phát huy, ước chừng có thể trăm phần trăm đạt điểm cao. Ai ngờ tiêu lãng mới đi ra khỏi trường thi thì tầm mắt tối sầm, phun bãi máu, sau đó đi vào thế giới thần hồn đại lục này. Tiêu lãng đi tới thế giới này đã mười mấy năm, không thú vị như hắn đã tưởng. Tiêu Lãng cố gắng hơn 10 năm, hôm nay thực lực đã cao hơn tư đồ chiến giã, cuối cùng không thể không ngụy trang thành rùa rút đầu làm hắn rất khó chịu. Cuộc sống như con chó thế này khi nào mới tiêu giao tự tại được đây trời? Tiêu Lãng thở dài thườn thượt, tai hơi nhúc nhích. Lực cảm giác khủng bố của Tiêu Lãng giúp hắn phát hiện có người đang tới gần, khóe mắt phát hiện có váy trắng xuất hiện thì hắn làm ra vẻ mặt cay đắng. Một thanh âm trong trẻo êm tai vang lên. Cái gì là tiêu giao tự tại? Cố gắng cả đời từ võ giả hàn môn nhảy đến vòng võ giả thế gia, có quyền có thế là thật sự tiêu giao sao? Ha 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 ha! Đây chỉ là từ một cái lồng nhảy sang lồng khác. Bộ tiểu man chậm rãi đi tới, vẻ mặt cũng cô đơn như tiêu lãng, chân mày nhíu lại làm người nhìn đau lòng tiêu lãng vốn không muốn dây dưa nhiều với hồng nhan họa thủy này nhưng thấy khuôn mặt tinh xảo có nét yêu thương làm người đau lòng mắt hắn lóe tia sắc bén tiêu lãng bản năng tiếp tục bảo nếu đã vậy thì đập vỡ cái lồng đi lời thốt ra khỏi môi xong tiêu lãng biết mình đã xúc động mắt chợt lóe sát sau đó trở về như thường cẩn thận quan sát bộ tiểu man đập vỡ nói dễ hơn làm vẻ mặt bộ tiểu man không thay đổi, dường như không phát hiện hành động quái dị của tiêu lãng. Bộ tiểu man lấy từ trong tay áo ra một cái túi tiền vứt kế bên người tiêu lãng. Bộ tiểu man lạnh nhạt nói, nguồn chuân phao, VN cầm lấy đi chữa thương, hôm nay do ta đã lỗ mãng, xin lỗi. Tiêu lãng ngồi dậy, cầm túi tiền, người mùi hương dịu nhẹ, tâm tình tốt hơn nhiều. Tiêu lãng cười cười quăng trả túi tiền cho bộ tiểu man. Tiêu Lãng nói, tuy ta nghèo nhưng chưa đến nỗi cho người ta thương hại. Bộ Tiểu Man cũng thẳng tính, cầm túi tiền, say người đi. Bộ Tiểu Man đi ra được mấy thước thì ngà oi đầu lại, khẽ thở dài hỏi, đêm hôm đó người cứu ta thật sự không phải là ngươi. Tiêu Lãng khựng lại, dứt khoát nói, không phải, ta hiểu rồi, đa tạ. Vẻ mặt Bộ Tiểu Man lộ nét yêu thương, liếc Tiêu Lãng, buông một câu xong đi mất. Tiêu Lãng nhìn bóng dáng như đóa hoa trắng dần khuất xa, lắc đầu, tiếp tục nằm ngửa trên bãi cỏ. Tiêu Lãng khẽ thở dài, "Tuy Phượng Hoàng Nam là con đường tắt nhưng ta không quen ăn nhờ ở đậu. Cũng không có thời gian làm chuyện phong hoa tiết nguyệt. Cả ngày trời Tiêu Lãng không đi học đường nghe giảng bài, cũng không đi quảng trường luyện tập võ nghệ, một mình một người ngồi trên bãi cỏ bên cạnh rừng cây nhỏ." Võ giả trong võ viện còn tưởng là Tiêu Lãng không có mặt mũi nhìn người, hoặc là đi trị thương rồi. Ai biết lúc chạng vạng thì Tiêu Lãng xuất hiện, giống đám học sinh từ bên cạnh cửa viện lấy tọa kỵ của mình trở về nhà. Viện quy của Phi Tuyết võ viện không khắt khe, chỉ cần không làm trái với mấy quy tắc căn bản, ngươi giao học phí rồi có thể hoàn toàn không cần vào lớp võ viện nghe rằng đương nhiên thực lực không đạt đến yêu cầu nhất định muốn lấy chứng nhận của võ viện là rất khó tiêu lãng không để ý đến ánh mắt quái dị của nhiều người cưỡi con lừa nhỏ phong cách độc nhất vô nhị lắc lư đi hướng cửa tây thành tốc độ của con lừa rất chậm tiêu lãng đi thẳng hướng tây mãi đến khi mặt trời lặn ánh trăng treo cao mới đi tới trấn nhỏ tên thanh Nhiêu nằm ở tây bộ cách dược vương thành mười dặm tiêu lãng không vào thanh nghiêu trấn mà đi vào trong sân cũ kỹ nằm ngoài thanh nghiêu trấn. Tiêu lãng vỗ mông con lừa nhỏ, nó tự động đi hướng chuồng ngựa trong sân. Tiêu lãng đi tới gian nhà gỗ nằm chính giữa sân. Két 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 két. Tiêu lãng chưa đến gần căn nhà thì cửa đã mở ra. Cánh cửa lớn một thước bị một bóng đen to lớn chen đầy đó là một thân thể vạm vỡ khiến người sinh ra áp lực cao hai thước thật sự là lưng hùm vai gấu cơ ngực cục cục nhưng cố tình có khuôn mặt măng non thật mâu thuẫn và quái dị ca khuôn mặt non nớt nhe răng trắng tinh cười ngây thơ hơi ngốc tiêu lãng mỉm cười mặt dịu dàng nói tiểu đau luyện công xong tên ngốc gật đầu tránh sang bên tiêu lãng đi vào Tiêu lãng thấy trong ánh nến mập mờ có một bóng dáng xanh nhạt, nụ cười càng dịu dàng hơn. Chương 4, Đấu Thú Trang, nghe chọn bộ tại mê audio com. Tiêu lãng nhếch môi kêu lên, cô cô. Căn phòng không lớn, bên trong trang trí rất đơn giản, một chiếc bàn tròn, một bàn trà, vài cái ghế. Bên cạnh bàn trà có một nữ nhân ngồi. Không nhìn ra nữ nhân bao nhiêu tuổi, diện mạo rất đẹp nếu nói bộ tiểu man là bách hợp hé nụ thì nữ nhân này là mẫu đơn nở rộ trang nhã yêu mỹ rất khó tưởng tượng trong sân rách nát có một nữ nhân tuyệt sắc như vậy cư ngụ tiếc rằng nữ nhân ngồi trên xe lăn bằng gỗ đôi chân rũ xuống thấy tiêu lãng đi vào nữ nhân dùng tay xoay bánh xe dựa vào bên cạnh bàn tròn hiển nhiên tay chân không tiện hành động một phòng ba người một người què một tên ngốc cô cô cười gật đầu nói lãng nhi trở lại rồi ăn cơm đi tiêu lãng và đồ ngốc tên tiểu đao lập tức ngồi quanh bàn bắt đầu ăn cơm đồ ăn không nhiều một món canh một món rau một món thịt đồ ngốc tên tiểu đao vóc dáng cao to chiếm một nửa bàn ôm bát to vùi đầu ăn cô cô ăn cơm động tác yêu nhã thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho tiêu lãng tiêu lãng thì không ngừng gắp đồ ăn cho tiểu đao khi tiêu lãng gắp đồ ăn tiểu đao sẽ ngừng lại, nhếch môi cười ngây ngô rồi tiếp tục và cam. Một bữa cơm yên lặng mà ấm áp, tiểu đao ăn xong cười cười, đạp bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng. Tiêu lãng dọn bàn ăn, động tác quen thuộc. Cô Cô Di chuyển xe lăn đến bên cạnh bàn trà, cầm một quyển sách yên lặng đọc. Tiêu lãng thu dọn xong ra ngoài một lát, bưng chậu nước nóng vào đặt trước mặt cô cô tiêu lãng khom lưng cởi giày cho cô cô, cầm đôi chân ngọc như hoa sen cẩn thận trà rửa. Cô cô đọc sách, không nhìn tiêu lãng. Tiêu lãng rửa chân rất chậm, tay mấp máy xoa bóp. Cô cô vẫn tập trung đọc sách, mãi khi tiêu lãng rửa chân xong nàng mới đặt sách xuống. Cô cô nhìn tiêu lãng, hỏi. Người có tâm sự? Tiêu lãng ngẩng đầu lên, cười khổ nói. Hôm nay ta đánh tư đồ chiến dã tư đồ ra cô cô cau chân mày thanh, nói, kể kỹ càng lại. Tiêu lãng lập tức kể rõ ràng sự việc hôm nay, sau đó hối hận nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô cô, hỏi, cô cô, là ta liều lĩnh, không nên cứu bộ tiểu man trên ma quỷ sơn. Cô cô trầm ngâm dây lát, nói, không sao, nếu đã làm thì đừng hối hận. Hôm nay ngươi làm rất tốt, trong thời gian ngắn tư đồ chiến dã không có can đảm trả thù ngươi, nhưng mà... Tiêu lãng sốt ruột nói, sau khi tư đồ chiến thiên trở về thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Tư đồ chiến dã là tiểu nhân vật nhưng tư đồ chiến thiên là thiếu tộc trưởng của tư đồ ra. Cô cô mỉm cười nói, sợ cái gì? Người cứ thoải mái làm theo ý mình. Cô cô vuốt mặt tiêu lãng, ôn hòa nói, cùng lắm thì. Người mang cô cô đi phiêu bạt, lãng nhi nhà ta có năng lực bảo vệ cô cô đúng không? Tiêu lãng lắc đầu, nói, không mắt tiêu lãng tràn ngập kiên quyết dứt khoát nói ta không đi ta phải lấy được hạng nhất đại tái phi tuyết võ viện sau một tháng nữa rồi dẫn đội tham gia thi đấu mười thành tây bộ dược vương thành nói chỉ cần phi tuyết võ viện vào hạng ba là sẽ thưởng một viên phượng linh đan ta phải lấy được phượng linh đan chữa khỏi đôi chân cho cô cô nhất định phải cô cô lắc đầu cười nói nguồn chuân phau vn đứa ngốc cô cô đã già ngồi xe lăn ngươi chế tạo cũng rất thoải mái nhiều năm rồi đã thói quen ngươi đừng ủy khuất làm khổ mình tiêu lãng mỉm cười lắc đầu nói không ủy khuất cũng không khổ cô cô nuôi ta dạy ta thương ta yêu ta nếu không vì lãng nhi thì chân của cô cô đã không bị liệt vì cô cô cho dù lãng nhi có phải đánh bạc cái mạng này cũng đáng cô cô khẽ thở dài đứa ngốc cô cô vẫy tay nói đi đi tiêu lãng xoay người ra khỏi phòng ánh mắt cô cô chợt biến sắc bén nhìn ngoài cửa sổ âm u nói từ đồ ra hy vọng các ngươi đừng chọc vào lãng nhi nhà ta nếu không thì hừ hừ tiêu lãng ra khỏi phòng đi hướng hậu viện tuy nhà này rách nát nhưng khá rộng đặc biệt là hậu viện vầng trăng lung linh ánh trăng sáng trong chiếu sáng nguyên sân crowd. Tiêu lãng chưa đến hậu viện chợt nghe có tiếng quát to, đập vào mắt là hình ảnh cực kỳ rung động. Một thân hình to lớn dơ cao tảng đá cỡ một thước chạy nhanh như điên ỏng hậu viện. Người này chỉ mặc một cái quần ngắn màu đen, lão thân, ngực, lưng, cánh tay gồ lên cơ bắp, cõng đá nặng mấy ngàn cân chạy nhanh trong hậu viện không quá rộng, giấy lên bụi đất. Vù 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 vù, nam nhân giống quái thú tiền sử chợt ngừng lại, quăng đá to sang bên khi đá sắp rơi xuống đất thì nàng vươn đôi tay ra, nương sức khiến đá nhẹ nhàng đặt xuống đất. Két 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 két. Nam nhân vạm vỡ ngoái đầu lại, người nổi cơ bắp chậm rãi thụt về, khuôn mặt ngây thơ vẫn treo nụ cười khờ ngốc, nhìn tiêu lãng, ngại ngùng gãi đầu. Tiêu lãng cười nói, gần đây lực lượng của tiểu đao lại tăng lên rồi, chắc cỡ lực lượng 60 hổ. Tiểu đao xấu hổ, cười càng chất phác hơn, là lực lượng 70 hổ nhưng so với ca ca thì còn kém nhiều mặt mày tiêu lãng hớn hở nói không tệ chiến sư cảnh cao dai tranh thủ thần hồn tiết năm nay đột phá đến chiến tướng cảnh thần hồn đại lục chia đẳng cấp rõ ràng mỗi cảnh giới phân ra sơ giai trung giai cao giai ví dụ chiến sư cảnh tam giai có lực lượng từ 10 hồ đến trăm hồ 10 hổ đến 30 hổ là sơ dai, lực lượng 40 đến 7 hổ là trung dai, lực lượng 70 đến 90 hổ là chiến sư cảnh cao dai. Lực lượng vài hổ trong thế giới này không phải ý bảo sức lực võ giả lớn như mấy con cọp, đây chỉ là khái niệm. Theo tiêu lãng tính toán thì lực lượng một hổ cỡ 100 cân ở địa cầu tiểu đao có lực lượng 70 hổ, nói cách khác gã có sức lực 7 ngàn cân, vác một tảng đá mấy ngàn cân chạy nhanh như bay là quá dễ dàng, hì hì. Tiểu đao chỉ biết cười, không nói câu nào. Tiêu lãng gật đầu, dặn dò, ta đi ra ngoài, ngươi bảo vệ cô cô cẩn thận. Tiểu đao ngừng cười, nghiêm túc nói, ai muốn thương tổn cô cô thì phải đạp qua xác tiểu đao. Sau đó tiểu đao lại cười khờ nói, ca, ngươi lại đi đấu thú trang. Tiêu lãng gật đầu, huyết gió. Một con lừa nhỏ gầy vui vẻ chạy tới, tiêu lãng nhảy lên lưng lừa ra khỏi sân. Con lừa chạy hướng dược vương thành. Trương Nam, lãng quả phụ, nghe chọn bộ tại mê audio com. Tiêu lãng không đi vào dược vương thành mà hướng tới một sơn trang nằm ở Tây Bắc. Yên Vũ Sơn Trang dược vương thành không lớn nhưng rất nổi tiếng trong chiến vương triều bởi vì nơi này có dược có một trong hai dược vương của chiến vương triều mộc đỉnh dược vương dược vương thành có dược vương có dược nhiều vô số kể bởi vậy trong thành vô cùng phồn hoa một đống nhà giàu tiền đầy túi cuộc sống về đêm ở trong thành rất phong phú yên vũ sơn trang là nơi tìm vui cao cấp nhất dược vương thành độc nhất vô nhị Yên Vũ Sơn Trang chỉ có ba sân, liên hoa các bào mã địa và đấu thú trang. Trong liên hoa các có cô nương xinh đẹp nhất dược vương thành, thỏa mãn nhu cầu nửa người dưới của cánh đàn ông muốn ăn vụng. Bào mã địa là thiên đường của các quý phụ, những quý phụ nào cô đơn có thể tại đây tìm cảm giác tình đầu, lấp đầy lòng và thân thể hư không? tiêu lãng là đệ tử nhà nghèo không có nhiều tiền tìm hoan mua vui diện mạo bình thường như hắn không thể nào lấy lòng các quý phụ được mục đích của tiêu lãng là đấu thú chàng hắn là một đấu sĩ trong này đấu thú chàng tên như ý nghĩa là nơi đấu thú đấu với dã thú với huyền thú khủng bố ai đấu với dã thú đương nhiên là người Chỗ này cực kỳ máu me, bạo lực, nhiều đại gia, quý phụ, các tiểu thư nhiều tiền thỏa mãn cảm giác kích thích người run rẩy. Tiêu Lãng không đi thẳng vào Yên Vũ Sơn trang mà ngừng lại trong một rừng cây ngoài rìa, vỗ mông con lừa. Con lừa lặng lẽ đi vào trong rừng, Tiêu Lãng thì lấy bộ áo khoác ngoài màu đen ra khỏi bao, đội mũ che một nửa khuôn mặt tiêu lãng chậm rãi đi vào đấu thú chàng, không nhìn liên hoa các bào mã địa một cái nào, đi thẳng từ oi đấu thú chàng ở bên trái. Trong đấu thú chàng cực kỳ náo nhiệt, thần hồn đại lục thượng võ, dù là người không tu võ thì cũng thích quan sát thứ bạo lực máu me. Hơn nữa đấu thú chàng là đổ trang lớn nhất trong dược vương thành, nơi này không thiếu nhà giàu và cũng không thiếu dân cờ bạc giờ phút này trong đấu thú chẳng bắt đầu trình diễn màn thiếu nhi không thể xem một đấu sĩ đang liều mạng với một con thiết đầu lang người đấu sĩ đẫm máu lưng ngực đều là dấu cào của thiết đầu lang nhị giai huyền thú cũng chịu không nổi một chân khập khiễng có vài khúc xương bị đánh gãy trong mắt tràn đầy hung ác không ngừng gầm gừ giết 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 chết thiết đầu lang thiết đầu lang xé đấu sĩ tạp chủng này đi trong đấu thú chẳng ầm ĩ tiếng quát, vô số tay cá cực đặt món tiền lớn giống to muốn bể phổi. Đối với bọn họ, một người một sói ở trong lồng sắt chính giữa đấu thú chẳng có chết hay sống chẳng quan trọng, chính yếu là bọn họ có thể thắng không, có nhìn đã mắt không, crowd. Thiết đầu lang lại hú dài, đầu đầy máu đột nhiên biến to một vòng, khóa thành tàn ảnh nhảy lên cao, như mũi tên sông hướng dấu sĩ. Thiết đầu lang không há cái mồm to đầy răng nanh xanh lè mà dùng cái đầu to gấp đôi đụng vào đầu đấu sĩ. Đấu sĩ không kịp đề phòng muốn né sang bên, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, chậm một nhịp nên bị đụng bay ra ngoài. Thiết đầu lang thừa dịp nhào tới, răng nanh xanh xẹt qua cổ đấu sĩ. Đấu sĩ kêu thảm một tiếng, tứ chi co giật, đã chết. Ổn ào. Ngoài đấu thú chàng rộ lên, tiếng mắng, tiếng hét hưng phấn, có người bị trộm tiền mà chỉ đổng lên, càng nhiều người vì tình hình máu me trong sân kích thích điên cuồng ẩn sâu trong máu. Đột nhiên, tiếng xôn xao yếu đi, vô số người ngoái đầu lại cuối cùng yên tĩnh đến quái dị. Ánh mắt mọi người tập trung vào một nữ nhân được quản sự ba gia dẫn vào cửa đấu thú chàng. Tình hình vốn náo nhiệt bởi vì một nữ nhân mà lặng ngắt như tờ, chắc chắn nàng rất bất phàm. Thật ra nữ nhân này đúng là nổi tiếng trong dược vương thành, cực kỳ nổi tiếng. Sao lãng quả phụ lại đến đấu thú trang? Không lẽ nam nhân ở bào mã địa không thể thỏa mãn nàng nữa? Chật chật, lãng quả phụ quả nhiên là tuyệt thế vưu vật, ngươi nhìn khuôn mặt, ngực, eo, mông kia kia. Nếu cho ta chơi nữ nhân này một đêm thì chết cũng đáng, suýt, ngươi muốn chết sao? Lãng quả phụ là nhị tiểu thư của Liễu gia, coi chừng có người Liễu gia ở đâu đây. Vô số ánh mắt hoặc tham lam, hoặc xem thường, hoặc hâm mộ nhìn theo nữ nhân được gọi là Lãng quả phụ theo quản sự ba gia của đấu thú chàng dẫn dắt. Sau lưng đi theo một quý phụ đi vào trong nhã các cao cấp nhất ở lầu 2. Thật ra thì quý phụ sau lưng lãng quả phụ cũng rất có tư sắc, nhưng đám nam nhân trong đấu thú chàng tự động bỏ qua nàng, có thể thấy lãng quả phụ có sức sát thương lớn cỡ nào với cánh đàn ông. Lãng quả phụ là nữ nhân nổi tiếng nhất trong dược vương thành, nàng đã quen ánh mắt mọi người nhìn mình. Lãng quả phụ thản nhiên đi vào nhã cắt, vất tay khiến ba gia, quản sự của đấu thú chàng đi xuống lãng quả phụ cầm ly nước trên bàn uống một hớp sau đó mới hỏi quý phụ ở bên cạnh. Cầm phu nhân, người khẳng định đấu sĩ kia thú vị. Quý phụ được gọi là cầm phu nhân nhìn khuôn mặt khiến vô số nam nhân trong dược vương thành thèm muốn, thầm thở dài. Ông trời quá tốt với lãng quả phụ, khiến nam nhân điên cuồng, nữ nhân hâm mộ, ghen tị. Cầm phu nhân cười đầy bí ẩn nói, đấu sĩ này chắc chắn sẽ làm ngươi vừa lòng. Ta cũng rất muốn hắn, tiếc là không tới tay được. Nhã phu nhân, người ăn thịt rồi sau này nhớ cho ta một miếng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại.co, Mơ Lãng Quả phụ nhã phu nhân lấy làm lạ nhíu mày hỏi, a, à, ngươi không lấy tới tay được. Lãng Quả phụ nhã phu nhân biết rõ gia tộc của Cầm phu nhân ở trong Dược Vương thành xem như trung đẳng, bản thân có tư sắc cũng không kém, muốn dụ dỗ nam nhân nào chơi đùa dễ như chơi mắt cầm phu nhân lóe tia quyến rũ, mập mờ làm lãng quả phụ nhã phu nhân tò mò xong mới chậm rãi nói, hắn là nam nhân hấp dẫn nhất ta từng tấy, độc nhất vô nhị. Tiếc rằng, hắn là người bát gia chú trọng, ta không dám đụng, bát gia. Khóe môi lãng quả phụ nhã phu nhân cong lên, khuôn mặt tuyệt trần càng thiên kiều kiều mị lãng quả phụ nhã phu nhân là nhị tiểu thư liễu gia một trong ba đại gia tộc dược vương thành nàng sẽ không quá e ngại bát gia trang chủ của yên vũ sơn trang